Ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương, thường cùng nhau hộ niệm. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, thì khiến cho bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn, nói rộng cho đến khiến cho trí nhất thiết trí mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, thường được chư Phật, các Bồ Tát và chư Thiên, dòng Atula vân vân bảo vệ, nhớ nghĩ, mau viên mãn tất cả công đức. Nên biết Đại Bồ Tát ấy hành nơi chỗ mà Phật nên hành, cũng chân chánh tu hành những hạnh mà Phật đã hành, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nên biết vị ấy không khác gì Phật Thế Tôn. Hết quyển thứ 521.